Mừng quá hả? Mừng quá hay gì chị? Thấy em mừng quá hả? Ô trời, thấy mừng là bò ra rồi rồi. Đâu, biểu cảm mừng như thế nào? Ô trời, mừng, thấy được tàu mừng nè. Cái lúc mà chị mới 2 tháng tuổi là chị chưa có bị ha, chị đang bình thường. Rồi mẹ chị đem chị ra chợ bán hả? Đem chị ra chợ bán luôn. Mẹ ngồi em cái cửa khấy, mẹ ngồi em không có không. Rồi lúc đó chị có biết rằng là mẹ chị bán chị đi như vậy thì được bao nhiêu tiền không? Mẹ ngồi cái cửa hồi xưa là 500 gầm, 200 gầm. Thúng gạo nữa. Một thúng gạo nữa. À. Với hai miếng vải nữa. Hai miếng vải, một thúng gạo với lại 200 đồng để mua chị. Mừng quá hả? Mừng quá hay gì chị? Thấy em mừng quá hả? Ô trời, thấy mừng là bò ra rồi rồi. Đâu, biểu cảm mừng như thế nào? Ô trời, mừng, thấy được tàu mừng nè. Đây quý bà con chú chị thấy rằng là một nhân vật đã theo kênh của được tàu vào ngày hôm nay thì thấy được tàu xuống bằng xương bằng thịt cho nên là mừng ha. Mừng em mừng. Hồi hộp thấy gì hả? Hồi hộp hả? Em mừng, em mừng. Em mừng càng mừng. Thấy cái cảm giác khi mà xuống gặp chị mừng là Lực Tàng cảm thấy rất là vui quý bà con chú chị. Nhìn Lực Tàng trầm trầm luôn. Vô đó hả? Vô đi hả? Mày vô đó ha. Sao có mời em vô phòng không nào? Vâng, mời vào đó.
Mời vào. Dạ. Không. Mừng quá, mừng luôn ha. Mừng lắm, mừng lắm. Chị ấy nói bị ngọng tiếng rất khó nghe, quý ông bà cô chú anh chị. Bây giờ Lực Tàn sẽ cắm mic vô để hỏi thăm chị ấy nha. Dạ thì Lực Tàn cũng gửi lời chúc đến quý ông bà cô chú anh chị là có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cuộc sống. Tiếp tục đi đến với cái cuộc đời là những chuyến đi. Ngày hôm nay thì Lực Tàn sẽ dẫn quý ông bà cô chú anh chị đến với một cái hoàn cảnh cực kỳ bi đát. Mà đây là một cái nhân vật mà đã cầu cứu Lực Tàn trong suốt thời gian vừa rồi. Thì ngày hôm nay là gặp một cái chuyện khá là khó khăn cho nên chị ấy đã khóc rất là nhiều và cầu xin Lực Tàn xuống để giải cứu chị ấy. Thì chị ấy là có cái nick là Phương Mai, cũng đã theo dõi kênh YouTube của Lực Tàn khá là lâu rồi và hay để lại những lời bình luận ở bên dưới theo sát từng cái clip của Lực Tàn luôn. Thì chắc có lẽ rằng là ngày hôm nay bế tắc quá rồi cho nên là chị ấy mới gọi điện cho Lực Tàn xuống để mà có cái hướng trợ giúp cho chị ấy. Thì nghe ra một cái thông tin rằng là chị ấy rất là khó khăn và cuộc sống thì hiện tại bây giờ là chị ấy chỉ sống một mình ở trong cái căn phòng này và không có bà con họ hàng anh em gì cả. Chị ấy bị hình như là bị bại não, bại liệt não, bị bại não cơ mà các chú anh chị. Thì bây giờ là bị liệt luôn. Chỉ có bò lết như vậy. Rồi đi bán vé số mưu sinh. Và nghe đâu thì vừa rồi đây là bị bạn xấu á, nó đã giật vé số của chị và đang còn nợ bà chủ vé số một số tiền. Rồi cuộc đời của chị ấy thì khi mà nhắn tin với Lực Tàn á, thì chỉ có nhắn tin thôi và rất là bi đát luôn. Thì có lẽ rằng là Lực Tàn sẽ hỏi trực tiếp chị ấy để chị ấy chia sẻ đến quý ông bà cô chú anh chị một cách xác thực hơn. Nhưng mà cái rất khó ở đây là chị nói không được và chỉ có ngọng ngọng như vậy thôi. Không biết là chị ấy sẽ chia sẻ trong cái clip ngày hôm nay như thế nào để Lực Tàn truyền tải cho quý ông bà cô chú anh chị. Cũng rất là khó, nhưng mà Lực Tàn sẽ cố gắng để hỏi chị ấy, để cho chị ấy nói cho quý vị nắm bắt nhé. Chị nói có được không nào? Được. Ngọng khó nghe một chút. Ngọng hơi khó nghe một chút. Dạ. Rồi chị là tên là gì nào? Công Nghệ Ngâm Thị Yến. Thì Tàng không hiểu rồi. Công Nghệ là Nông Thị Liễu. Nông Thị Liễu. À, nông Thị Liễu chứ không phải Nông Thị Hiếu đâu. Nông Thị Liễu. Tức là trong cái nick Zalo của chị là Liễu Nông. À, rồi chị Nông là năm nay là sinh năm bao nhiêu và năm nay bao nhiêu tuổi rồi nè? Năm 74. Sinh năm 74. À, vậy là cũng khá là lớn tuổi rồi, kính bà cô chú anh chị. Rồi chị Nông là quê ở đâu? Quê ở Bắc Lạng Sơn. Quê ở ngoài Bắc Lạng Sơn. Tiếng Bắc cho nên Lực Tàn có thể nhận ra được. Chắc có lẽ khi ông bà của chú anh chị nghe thì chỉ có nghe cái tiếng ngọng của chị thôi, còn không dịch được đúng không ạ? Lực Tàn sẽ dịch lại những lời chị ấy nói, nếu nghe được câu nào thì Lực Tàn sẽ dịch nha. Rồi chị Nông là vô đây được lâu chưa? Cũng mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi ha. Rồi chị Nông vô đây là có bà con họ hàng gì ở trong đây không? Hay là có con cái gì không? Có chồng con gì không? Không có. Chỉ có bạn bè quen biết. Không có, chỉ có bạn bè quen biết thôi. Rồi con cái chị Nông đâu không, rồi? Không có chồng. Không có chồng. Không có chồng thì là không có con luôn ha. Rồi sao chị Nông không có chồng? Không ai cưới. Không ai cưới chị Nông hết ha? Không ai thương. Không ai thương hết. Rồi lý do vì sao mà chị Nông không ở ngoài Lạng Sơn mà chị Nông lại đi vô trong này? Cái ngoài mà có gia đình em khó khăn lắm. Bố mẹ nuôi già yếu, không có ai nuôi.
bác người khuyết tật không có việc làm. Tức là ngoài Lạng Sơn, cha mẹ già yếu, cuộc sống khó khăn, không ai nuôi, thì bắt buộc là chị mới phải vô trong này đúng không? Bây giờ là chị Liễu Nông là có ở với cha mẹ không? À, cha mẹ nuôi mất rồi. À, là cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi mất hết rồi. À, người chỉ có cha mẹ nuôi cũng không có con được. Rồi cha mẹ ruột của chị Nông đâu rồi? À, bỏ lúc từ 2 tháng tuổi. Bỏ chị Nông từ lúc 2 tháng tuổi? Ừ. Rồi chị Nông là bị căn bệnh gì nào? Bị sốt bại liệt. Bị sốt bại liệt? Từ lúc 2 tuổi. Sốt bại liệt từ lúc 2 tuổi? Là chị Nông bị co gắp hết tay chân. À. Rồi bây giờ chân này là chị Nông không đi lại được nữa hả? Không, chỉ có bò. Là chỉ có lết lết như vậy thôi đúng không? Thôi chị Nông đi thử coi. Ừ, đi như vậy đó. Rồi. Đi lại rất là khó khăn luôn, cứ bảo cô chú anh chị. Rồi chị Nông gọi chị tới đây một chút xíu để em ngồi đây. Nghe đến cái tình tiết mà cha mẹ bỏ con lúc 2 tháng tuổi này thì Lực Tàng cũng thấy là có một cái vấn đề gì đó, nó cũng thực sự rằng là khá là xót xa trong đây. Nhưng mà rất tiếc rằng là chị nói rất là khó nghe. Khi em hỏi đến cái vấn đề mà cha mẹ của chị, cha mẹ ruột á, thì em thấy chị khá là buồn khi mà cha mẹ chị là bỏ chị lúc 2 tháng tuổi. Thì lúc đó chị có biết được là lý do vì sao mà cha mẹ bỏ hay là như thế nào không? Tại vì bà lấy 2 chồng, bà có 2 người chồng, người chồng rất là có 5 người con, kêu bà rồi khi sinh rồi bà mới kêu nghe với ba em thì khó em khó mà cả cũng không bị này luôn. Rồi ba khổ quá ba mới nghe ba em ghi ra cửa bán. Tức là mẹ của chị có 2 đời chồng đúng không? Chị là con của đời chồng trước hay là chồng sau? Chồng sau. Chồng sau. Rồi là chồng sau là đẻ được mấy người con? 3 người con. 3 người con. Một chị gái cũng bị như này luôn. Một chị gái cũng bị như thế này luôn. Mà mất rồi. À, là mất rồi. À. Rồi còn chị là bị như thế này rồi mẹ thấy như vậy rồi mẹ bỏ hay là như thế nào? Lúc đó là không bị... Lúc mang đi bán với người cơ bị. Lúc mang ra chợ bán là chị chưa bị như này. Cái lúc mà chị mới 2 tháng tuổi là chị chưa có bị ha. Chị đang bình thường. Rồi mẹ chị đem chị ra chợ bán hả? Đem chị ra chợ bán luôn. Mẹ ngồi em ghi cửa khai. Mẹ ngồi em không có con. Tức là bán cho một người mẹ mà người mẹ đó là mẹ nuôi của mẹ của chị, đến thời điểm hiện tại giờ là mẹ nuôi của chị không có người con nào. À, không có. Như vậy là chắc là hoàn cảnh của mẹ của mình khó khăn quá, không nuôi nổi chị rồi người mẹ đem đi bán đúng không? À. Ừ. Rồi bắt đầu chị ở với mẹ nuôi, ở với cha mẹ nuôi. À. Rồi cha mẹ nuôi đến khi mà 2 tuổi rồi thì chị bắt đầu mới phát bệnh. À, đúng rồi. Là cha mẹ nuôi nuôi chị luôn.
Cha mẹ nuôi nuôi chị đến 20 tuổi. Rồi cha mẹ nuôi mất hả hay là như thế nào? Rồi, cha mẹ nuôi nhà nghèo, không có tiền, khó khăn. Thì chị là bị bại liệt như thế này, rồi chị cũng phải đi làm để nuôi cha mẹ nuôi của mình. Lúc đó thì chị làm nghề gì? Đi bán vé số ha. Mò cua bắt ốc. Mò cua bắt ốc. Đi ra đồng mò cua bắt ốc. Lúc đó là chị vẫn đang đi lại được hả? Không, bị rồi. Bị rồi mà vẫn phải đi mò cua bắt ốc. Như thế này thì làm mò cua bắt ốc thì làm sao mà mò được? Bò ở dưới ruộng vậy á. Bò cái khai ốc. Bò đi xa lắm. Mới mất 2-3 năm nay. Vậy cha mẹ nuôi của chị là lớn tuổi chưa? Lớn. Mất là 61 tuổi rồi. À, là lúc đó là già lắm rồi ha. Già rồi. 61 là khó bệnh. Nhiều bệnh lắm. Nhiều bệnh lắm. Nên không được khỏe. Dạ, không được khỏe cho nên là mất ha. Yeah. Như vậy là chị bị bệnh tật như thế này, nhưng mà vì cha mẹ nuôi khổ với lại già bệnh, rồi chị cũng cố gắng bươn chải, mò cua bắt ốc, đi bán vé số, làm tất cả mọi thứ để mà kiếm tiền nuôi cha mẹ mình. Ngày xưa là khi mà chị bị bán về á, thì chị bị bệnh như vậy thì cha mẹ đã nuôi mình rồi ha. Rồi đến sau đây mình thấy cha mẹ không làm được thì mình lại phải nuôi lại cha mẹ mình ha. Rồi khi mà chị sang cái cha mẹ ruột của chị á, thì sau này chị có gặp lại cha mẹ ruột của mình không? Có gặp mấy lần. Có gặp mấy lần? Rồi cha mẹ ruột có nhận chị không hay là... Có gặp mà thì em... con của mẹ không muốn nhận. Có nhận nhưng mà anh chị em của mẹ không muốn nhận chị. Lý do sao họ không muốn nhận chị nào? Tại vì họ sợ em phân kia cài cả người, sợ gánh nặng. Họ sợ chị là phân chia tài sản, sợ làm gánh nặng cho gia đình. Cho nên là họ từ chị luôn, họ quyết định không nhận chị. Rồi cha mẹ chị bây giờ đang còn sống không, cha mẹ ruột á? Mất rồi. Cũng mất luôn rồi ha. Ba người mất rồi. Người mới được 10 tuổi. Mới được 10 tuổi là cha mất. Rồi mẹ. Mẹ không mất cửa. Mẹ nuôi 2 năm. Mất trước, mẹ nuôi 2 năm. Vậy là bên nhà mẹ ruột của chị là chắc có đất, có nhà và có điều kiện lắm đúng không? Cũng có cả về chồng bà là người khí. Như bà rồi hy sinh á. Chồng bà là liệt sĩ đi bộ đội hy sinh. Chồng bà là cha của chị là liệt sĩ. Cha cửa, cha cửa. Cha chồng cửa của bà. Khi mà ba mất rồi, ba lại quay về không cửa. À, là cha chị mất rồi. Rồi lại đi quay về với một người nữa à? Không cửa. Không mà cứ không cứ về với không cửa. Rất là khó nghe, quý bà cô chú anh chị và Lực Tàng cũng cố gắng lắng nghe để mà nghe chị kể. Thì đến bây giờ là khi mà ba mà
Khi mà cha chị sinh ra chị á là mất rồi. Rồi thì như thế nào nè? Ba quay về với ông chồng trước. Không chưa. À, tức là khi mà cha bà là lấy ông chồng trước rồi, bỏ ông chồng trước, lấy cha của chị. Sau đó rồi bỏ cha của chị thì lại quay về với ông chồng trước. À. Ông chồng trước được bao nhiêu người con ạ? Năm người con, ông chồng sau là ba người con. À, mà bây giờ là ba người con, người anh chị ruột, em ruột với chị á, là mất một người. Còn một người nữa là con trai hay con gái? Là con trai mà cũng không được bình thường. Con trai nhưng mà cũng không được bình thường. Mà cái vợ ở bên vợ. Vậy là ba chị em của ông chồng sau này là toàn bộ là đều có vấn đề cả. Dạ. Vậy là có khi là đã di truyền với lại cái người cha của mình. Tại cha của mình là đi chiến tranh. Chắc là vậy ha. Tại vì cũng có thể là bị chất độc màu da cam hoặc là bị thuốc ngày xưa của chiến tranh. Nên nó mới duy trì cái giống nòi lại để là đẻ ra ba người con nó bị như vậy ha. Rồi lúc đó chị có biết rằng là mẹ chị bán chị đi như vậy thì được bao nhiêu tiền không? Dạ, nó là được. Hồi xưa là 500 gầm, 200 gầm. Tức là khoảng từ 200 đồng đến 500 đồng. Dạ. Ừ, là lúc đó là cách đây là cũng 40 mấy 50 năm rồi, 200 đồng ha. Dạ à. Rồi, mẹ ơi em còn không mà. Thúng gạo bán là được 200 đồng cho thêm thúng gạo nữa. Một thúng gạo nữa. À. Với hai miếng vải. Hai miếng vải, một thúng gạo với lại 200 đồng để mua chị. À. Vậy là cha mẹ nuôi không có con cho nên là rất thích con. Thì khi là bỏ ra một cái số tiền là một thúng gạo, hai tấm vải. À, với lại 200 đồng để mua chị ở đây về để nuôi. Thì chắc là cha mẹ nuôi là thương chị lắm đúng không? Thương không? Thương lắm. Tại vì khi em nhắc đến cha mẹ nuôi á, thì chị lại ứa nước mắt, chị muốn khóc. Chắc là khi mà cha mẹ mất đi thì chị đau khổ lắm đúng không? Tức là em chưa, chị chưa báo đáp được công ơn cho cha mẹ mà cha mẹ mất rồi. Nên bây giờ là là hình cha mẹ chị đây ha. Hình cha mẹ nuôi đây ha. Ông bà rất là già và cái tấm hình thờ đó là chắc cũng cách đây mấy năm rồi. Là lúc đó là chị ở với cha mẹ mình là cũng cha mẹ nuôi đây là cũng ở ngoài Lạng Sơn luôn ha. À, đúng rồi. Ừ. Rồi sau khi cha mẹ mất thì chị mới vô đây à? Dạ. Em vô rồi. Mọi người kêu qua. Rồi cha mẹ yếu khá thì kêu em về. Rồi tức là cha mẹ chị, cha mẹ nuôi chị vẫn ở ngoài đó. Nhưng mà chị vẫn phải vô trong này để chị đi bán vé số. Tại vì ở ngoài quê là không bán được vé số nhiều. Với lại đi mò cua bắt ốc. Không có việc làm. Chỉ có đi mò cua bắt ốc thì không đủ sống. Nên là chị phải vô trong miền Nam này. Rồi chị làm được bao nhiêu tiền thì chị lại gửi về quê để nuôi mẹ nuôi. Nuôi cha mẹ nuôi. Được bao nhiêu năm chị vô đây thì cha mẹ nuôi của chị mất. Mười mấy năm. Rồi trong mười mấy năm đó chị có về quê để thăm cha mẹ không? Không về. Lâu lâu về. Lâu lâu lại về ha. Rồi bây giờ cha mẹ nuôi mất đi như vậy rồi đất đai nhà cửa ngoài đó rồi cho ai? Không có về khi bao khoảng có bà thím họ, tức là bà thím họ bây giờ là đang ở bên ba mẹ người là khoảng có
Tức là bà thím họ bây giờ là đang giữ cái miếng đất đó cho mình, à, đang trông nom cho mình. Có cả ruộng vườn. Có cả ruộng vườn nữa. Rồi cái đó có thuộc về chị, nó thuộc về chị không, hay là có ai tranh chấp hay lấy không? Không. Có giấy tờ đầy đủ. Có giấy tờ đầy đủ đứng tên của cha mẹ nuôi chị. Và nhưng mà cha mẹ nuôi chị khi mất đi có để lại cho chị không? Có. Có ha. Như vậy là bây giờ chị vẫn có đất có nhà ở ngoài đó là của cha mẹ nuôi mình để lại. Là không ai tranh chấp gì hết ha. Như vậy cũng được. Hồi xưa mà cha mẹ nuôi không có con. Cha mẹ nuôi không có con. Rồi xin em về. Xin về rồi. Rồi em bị này. Ông bà là cứ xin em một thằng con trai nữa. Tức là cha mẹ nuôi sinh chị xong rồi chị bị như thế này. Rồi bắt đầu là cha mẹ nuôi lại tiếp tục sinh thêm một người con trai nữa. Mà người con mất rồi. Người con trai cũng mất luôn rồi. Bị sao mà mất chị? Bị ung thư. Bị ung thư. Như vậy là cha mẹ nuôi sinh được hai người con về, đứa nào cũng bị thương, bị tật, bị bệnh hết. Không có bình thường. Nó lấy vợ có con rồi. Lấy vợ có con rồi. Và bị sau đó là bị ung thư rồi chết. Vợ đi lấy chồng khác. Rồi vợ đi lấy chồng khác luôn. Cái khác Trung Quốc lấy vợ lấy chồng. Đi sang Trung Quốc lấy vợ lấy chồng khác. Lấy chồng khác. Vậy là bây giờ ngoài đó là không còn ai nữa. Không. Chỉ có bà thím họ là trồng miếng đất. Còn chị thì vô trong đây là ngang khói cho. Ngang khói cho nữa luôn ha. Là bên phía cha mẹ ruột của mình là không có ai quan tâm gì đến không, mình. Không, không. Không. Coi là không biết. Cắt đứt hết luôn quan hệ luôn ha. Họ sợ là liên lụy, họ sợ cũng là gánh nặng. Cũng ở gần đó thôi. Mà họ không cứ là sợ phân chia tài sản. Rồi chị nghĩ đến cái cuộc đời của chị mà bị cha mẹ rồi bị anh em họ hàng ruột thịt của mình đuổi chị đi không nhận chị như vậy thì chị có buồn không? Cũng buồn lắm nhưng biết sao giờ cuộc sống cái số phận mình đã thế rồi mình phải chấp nhận. Buồn lắm chứ biết sao giờ cái số phận mình nó như vậy là mình cũng phải chấp nhận ha, không thể nào làm khác được cái chuyện gì ha. Rồi chị có khi mà chị bị bán đi như vậy, rồi chị có khi mà chị lớn lên á, rồi chị có suy nghĩ là chị có thù tức gì cha mẹ của mình không? Không thù đâu cả, người ta đã sinh ra, sinh mình ra cho mình có mặt ở nơi này, cũng không thù ai. Tức là không dám giận, dám hờn gì cha mẹ mình. Tại vì cha mẹ mình đã tạo ra mình là một cái điều may mắn rồi ha. Là chỉ cảm ơn thôi, cảm ơn cha mẹ thôi. Chứ không dám là trách hờn gì cha mẹ. Cha mẹ nuôi cũng giống như cha mẹ ruột ha. Chỉ có tình cảm với cha mẹ nuôi thôi. Cha mẹ nuôi không có tình cảm. Cha mẹ nuôi là khi mà nuôi chị được như vậy là chứng tỏ một điều cha mẹ nuôi rất là thương chị. Thương chị lắm. Thương không? Cứ ngồi kiếm giờ không cơm bẩn cơm đến lần nào
tức là không đánh đập chị một lần nào. Tức là cũng lo toan cho chị đồ này kia rất là nhiều. Khi mà chị bệnh như vậy rồi cũng chạy tới chạy lui chăm sóc chị. Ông bà cứ khóc rồi mà không được. Tức là ông bà có chạy chữa khắp nơi để điều trị căn bệnh cho chị nhưng mà không được. Tại vì chị sốt bại liệt thì bại não thì chắc chắn là rất là khó trị. Và khi mà nó đã bị rồi thì là chị bị cái chân này là mổ hay là những cái vết thương này là lúc mà gia đình em khó khăn quá, ba mẹ nuôi khổ sau này không có ai nuôi em, ba mẹ nuôi em mất gửi em vào trong trong mái ấm nhà thương thương. Rồi cái lúc mà chị bị như thế này thì cha mẹ là khó khăn quá nuôi không nổi, rồi bắt đầu cũng gửi chị vô một cái mái ấm tình thương ở ngoài quê. Người của kia, của kia ở đâu? Ở Củ Chi. Ở Củ Chi à, là ở ngoài quê mà vô trong đây, gửi vô đây vô Củ Chi luôn à, vậy là được 10 năm. Được 10 năm ba mẹ nuôi gà yêu quá không ai nuôi, hai mới khinh ra làm. Rồi tức là chị ở trong mái ấm được 10 năm và đến sau đây thì cha mẹ nuôi già yếu quá không ai chăm, cho nên là chị xin ra khỏi mái ấm tình thương ở Củ Chi. Rồi chị bắt đầu đi làm, đi buôn bán để chị kiếm tiền để chị gửi về nuôi cha mẹ. Rất là khó nghe, nhưng mà những cái lời kể của chị ở đây kể ra về cái gia cảnh cuộc đời của mình và kể về cái hoàn cảnh thực sự là xót xa vô cùng quý ông bà của chú anh chị. Và chị đây là có một cái thực sự là có hiếu với cha với mẹ như cuộc sống nó sinh ra đó, thì cô chú anh chị thấy rằng là quá bi đát. Và khi dính vào cái căn bệnh như thế này thì đã cố gắng vươn lên để mà đi xa xứ xa quê hương để mà kiếm những cái đồng tiền để mà nuôi cha nuôi mẹ của mình, dẫu biết đó là những người cha mẹ nuôi của mình thôi, nhưng mà vì cái gánh nặng cho cha mẹ nuôi của mình à, cha mẹ nuôi nuôi mình rồi, nhưng đến bây giờ thì mới ra đây báo đáp cho cha mẹ mới được có một thời gian ngắn thôi thì cha mẹ lại mất đi đó, cho nên là bây giờ chị cô đơn à, hụt hẫng và lạnh lẽo một mình ở trong cái căn phòng như thế này đây. Bây giờ mà có muốn về quê thì cũng chả còn ai ngoài đó, cũng chả bà con họ hàng, mà về có muốn ra đến cái anh em họ hàng mà ruột thịt nhà mình thì họ lại không nhận mình, quá chi là xót xa. Thì có bà thì họ bà của các bà công ngon là cửa rồi, lúc em về gọi là bà có ăn uống rồi bà không ngon. Rồi chỉ còn mình bà thím họ thôi, là về đó thì ví dụ như chị có về thì chỉ mình bà đó là cho ăn uống chăm nom rồi này khi chăm sóc cho chị ha. Rồi Tết năm nay chị có dự định về quê không? Không có tiền, đang ở gần quê không. Không có tiền về quê. Rồi chị vô đây là chị có đi làm nghề bán vé số, rồi em thấy người ta cho chị cái xe này hay là chị mua đây? Cái này là em bán vé số, hôm gửi ra em mua. À, tức là chị bán cái xe đó hư rồi. Ờ, xe này hư rồi, cái chiếc này hư rồi ha. Hư rồi mà. Tức là chị đi buôn bán vé số, rồi chị để dành tiền, rồi chị cố gắng chị mua được chiếc xe khác này ha. Xe trước đó là bị hư rồi.
Rồi thì ngày hôm nay á, thì em thấy là chị rất là khó khăn đó, thì chị đi bán vé số thì em thấy chị gọi điện cho em, chị khóc rất nhiều và chị cầu cứu em, thì là vì cái lý do gì? Có một mình chị thì chị đi bán vé số thì công việc cũng đã ổn định trong suốt thời gian vừa rồi rồi, nhưng mà ngày hôm nay lý do vì sao mà chị lại cầu cứu em nè? Tại vì đang ở gần vé số một triệu nữa, với lại một người đó lúc nữa là bị ế vé số rồi, bị mắc vé số hai mươi một người đó, ngày cả gần vé số. Chị bán bị ế ẩm rồi bị giật vé số nữa đúng không? À, đúng rồi. Mấy cơm mấy bữa liền không, mấy bữa liền à, không phải một lần đâu, lâu lâu rồi bị một lần, là bị bọn xấu nó giật hay là như thế nào? Không cứ lâu lâu mình không biết à, tức là nó mua, nó cầm vé số nó mua à, xong rồi nó giấu đi mình không biết được à, rồi cuối cùng là vé số của mình bị lỗ đi à, đúng rồi à. Và chị có đếm được không? Đếm mà nó khó khăn lắm, khó khăn lắm, mình đếm khó khăn lắm cho nên là mình đưa luôn sắp cho người ta rồi tưởng người ta là đoàn hoàng, người ta thật thà à, cuối cùng là người ta không có thật thà mà người ta rút nhiều quá mà người ta chỉ trả ít tiền cho mình thôi. Đúng rồi. À, như vậy là bị thâm hụt vô. Thì bây giờ là chị vay nợ gốc là bao nhiêu à, của à, người ta rồi? À, 2 triệu cả gốc lấy 1 triệu rưỡi gứng. 2 triệu tiền nợ gốc với 1 triệu rưỡi tiền nợ vé số. Triệu rưỡi mà ngứ. 1,5 triệu là cái gì? Mà ngứ. Mượn. Mà ngứ là 1 triệu là mứa một ngày là 1 ngàn. 2 triệu góp 100 hàng ngày. Mượn 2 triệu góp 100 hàng ngày. Còn 1,5 triệu là mỗi ngày cả 10 ngàn. Còn 1,5 triệu là mỗi ngày trả 10 ngàn. Triệu là củ vé số. Rồi 3,5 triệu là mượn gốc. 3,5 triệu mượn gốc là tổng là 4,5 triệu. À, cái 2 triệu là trả 100 một ngày, còn cái 1 triệu rưỡi là trả 10 ngàn một ngày, còn 1 triệu là của bán vé số. Đúng rồi. 4,5 triệu. Vậy là 3 nơi chứ đâu phải 2 nơi. 2 nơi. 2 nơi thì nợ mượn, mượn à, một nơi mượn góp là 3 triệu rưỡi. À đúng rồi. Nhưng mà chia thành mượn 2 lần. Là chia thành 2. À. 2. Cứ là 2 khoản. 2 khoản. Khoản đầu là trả 100 một ngày và khoản sau là trả 50 một ngày. 10 ngàn. À, khoản sau là trả 10 ngàn. Ừ. Rồi là trong cái khoản nợ đó, trong khoản nợ gốc đó đó là 3,5 triệu. 2 triệu là trả 100 một ngày, còn 1 triệu á, à, còn 1,5 triệu á là trả 10 ngàn một ngày. Đúng rồi. Rồi. Cứ là 2 khoản. 2 khoản, 2 khoản vay góp. Ừ, à. Rồi có nợ bà vé số 1 triệu nữa không? Có. Có nợ bà vé số 1 triệu thì bà đó có lấy tiền lời không? Hay là bà đó chỉ trả cho mình trả góp từ từ? Mình có trả góp từ từ. Tức là mình đi lấy vé số xong rồi mình về mình bán, rồi mình dùng tiền đó mình trả dần cho người ta. À, à rồi. Vậy như vậy là tổng là 2 nơi thôi, nhưng mà 3 khoản vay. Khoản vay của bà vé số là 1 triệu mà trả từ từ. Khoản vay của trả nợ gốc á là trả 2 lần, một bên là 100 với một bên là 10 ngàn. Vị chi là cứ một ngày như vậy là chị phải trả 100 à, hay là một tháng? 100, 10 ngàn, 1 ngày. Một ngày 100, tức là một ngày 110 ngàn. Thành ra là một ngày 110 ngàn chị phải trả cho người trả góp kia. Đúng. À, là đến bây giờ vẫn còn số tiền như y chang như vậy luôn à? Y chang, đúng rồi,
em còn ăn uống còn khó khăn nữa. Như vậy là chị vay ở đây á là với số tiền là 3,5 triệu, nhưng mà tiền lời là 101 một ngày, cho nên là không có trả được cái gốc nữa, mà đó chỉ là cái tiền lời thôi. Đúng rồi. À. Rồi khi nào mình có tiền mà mình trả hết cho người ta luôn thì có được không? Trả luôn 3 triệu gốc có được không? Trả luôn. Được ha. Ừ. Tức là mình có là mình trả đứt luôn, không nợ nần gì người ta nữa. Đúng rồi. À. Còn bà cái số kia cũng vậy ha. Đúng rồi. À, là bây giờ chị chỉ có cái món nợ là 4,5 triệu. Mà chị sáng nay chị gọi điện cho em, chị khóc quá trời, chị lo lắng trong giai đoạn này. Không, là... không rồi. Người ta ngồi khóc ghê rồi. Tại vì con người ta ăn ghê. À, tức là đến cái giai đoạn này là người ta bắt chị phải trả tiền cho người ta để người ta ăn Tết. Người ta không cho chị vay nữa. À. À. Cho nên là chị bế tắc quá rồi, chị mới phải gọi điện cho em đúng không? Đúng rồi. À. Rồi có cảm giác như thế là khi em đến em không... không dám nói cho ai biết hết. Chị không dám nói cho ai biết hết. À. Không ai biết hết. Chỉ có bà trong mượn tiền biết thôi. À, chỉ có người cho mượn tiền biết thôi, còn không ai biết hết á. À, không chị... biết ai em người. Rồi ví dụ như ngày hôm nay em xuống á, chị thấy em chị mừng hôm nay kia lắm, nhưng mà em không giúp được thì như thế nào? Em cũng không sao cả, tại nếu có em thì mới được, không có em thì... Tức là em giúp được thì cũng không sao, cũng tốt, mà không giúp được thì cũng không sao. Tại vì chị cũng biết rằng là có gì hay không á. Cơm điện này luôn. Rồi. Rau đó nó vô nồi cơm điện luôn.